Chúng ta sang bài số 7. Đề bài: Nhà Mai có 9 con gà, mẹ đi chợ mua thêm 5 con gà nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu con gà mua thêm. Như vậy chúng ta phải giảm phép tính cộng đúng không? Vậy phép tính của chúng ta này, ban đầu thì nhà Mai có 9 con gà này, mua thêm với cộng thêm 5 con gà nữa bằng, thực hiện ra ngoài nháp chúng ta có này, 9 cộng 5 bằng 9 cộng 1 cộng 4 bằng 10 cộng 4 và bằng 14. Vậy trường này bài toán gì nhỉ? Nhà Mai có tất cả 14 con gà.